Phản Ngựa Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể các bác ạ. Đến ngày hôm nay 13 tháng 9 này, hàng lại xuất xưởng lên đường cho anh khách hàng ở Hà Tĩnh. Một tấm chiếu hương dày 40cm. Đấy. Hàng đang trong quá trình vận hành này các bác này, đang trong quá trình cẩu đấy. Và bây giờ sẽ xuất hành đi, vận chuyển vào Hà Tĩnh cho anh. Anh khách hàng có đang theo dõi kênh YouTube bên em thì anh cũng có biết được là hàng bên em đang tiến hành vận chuyển cẩu hàng cho anh rồi nhá. Đấy, nên là anh chuẩn bị để mà đón em nó về với không gian của nhà mình nhá. Một tấm hương là cực kỳ dày dặn. Đấy, như những các cái video em cũng giới thiệu đến toàn thể các bác rồi, những cái tấm hương dày 40cm các bác ạ. Đấy. Kèm theo đấy là một đôi chân mễ hàng nguyên khối này. Tất cả là được bọc rất là cẩn thận rồi. Qua rất là nhiều lớp này, túi bóng này, giấy này, rồi lại bạt này. Bọc rất là cẩn thận để trong cái quá trình mình vận chuyển thì chống chảy xước cho các bác đấy ạ. Đây, hàng đang chuẩn bị xuất hành lên đường rồi. Thì hiện tại thì em đang đứng tại cơ sở 2 của Hoàng Anh Tiến. Cơ sở 2 bên em thì hiện tại là đang sản xuất rất là nhiều các cái mặt hàng. Như là hàng chiếu một tấm này, chiếu hàng 2 tấm này, hàng khủng này, hàng khủng long này. Rất là nhiều các cái mặt hàng bác ạ. Đấy, như lim, hương, cẩm hồng, cẩm lai. Rất là nhiều các mặt hàng đấy. Nên là bác nào có nhu cầu thì hãy nhanh tay liên hệ đến Gỗ Hoàng Anh Tiến để được tư vấn nhiệt tình, và quý khách hàng có thể sở hữu những cái bộ chiếu mà vô cùng độc đáo, đẹp nhất. Đẹp nhất đấy. Trong cái thời điểm tình hình Covid như thế này thì giá thành cực kỳ ưu đãi cho toàn thể quý vị ạ. Đấy. Nên là bác nào có nhu cầu cứ nhanh tay liên hệ đến số điện thoại sau: 0931392777 hoặc 0977999000. Hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở của chúng em theo hai địa chỉ sau: cơ sở 1 thôn Nhị Hà, xã Hồng Cát, huyện Hồng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; cơ sở 2 đường Tránh, thành phố cầu Sông Tàu, thành phố Thanh Hóa. Phản Ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.